thiếu nữ 25 tuổi mất tích hôm 29 Tết đã bị sát hại. Minh Nguyễn thân chào tất cả quý anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 Tết, phải nói khi mà nhận được cái thông tin này phải nói rất là buồn mọi người. Và thông tin chi tiết như sau thì mình xin cập nhật để gửi đến tất cả mọi người. Phòng cảnh sát điều tra đang phong tỏa một cung đường nằm trong khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức để khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện một thi thể nạn nhân nghi là cô gái mất tích bí ẩn hôm 29 Tết, tức là em Thống đó mọi người. Ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ thi thể cô gái được phát hiện trong khu công nghệ cao. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn danh tính thi thể này là chị Vi Thị Thống, 25 tuổi, quê ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Mất tích bí ẩn ngày 29 Tết gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Khu vực phát hiện thi thể là cung đường vắng nằm trong khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, cách nhà trọ cô gái khoảng 4 km. Cảnh sát đang phong tỏa tuyến đường này để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường tại nhà trọ của cô gái. Một tổ công tác khác đang phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào ngày 29 Tết, chị Thống tan ca trở về phòng trọ. Sau đó, chị nhắn tin báo gia đình chuẩn bị về quê ăn Tết tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Người thân chờ không thấy chị Thống về nên liên lạc qua điện thoại nhưng không được. Gia đình lên thành phố Hồ Chí Minh tìm đến căn phòng trọ phát hiện hành lý, xe máy của chị Thống để trong phòng. Tuy nhiên, chìa khóa xe, giấy tờ tùy thân, tiền bạc của Thống không còn nữa. Chị ruột của nạn nhân cho biết đã 6 ngày trôi qua. Gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy Thống. Sau khi đến căn phòng trọ, gia đình nhờ công an trích xuất camera phát hiện Thống tan ca trở về nhà vào lúc 6 giờ 16 phút ngày 29 Tết. Tuy nhiên, theo dõi camera không thấy Thống ra khỏi khu vực trọ. Em gái tôi mất tích thật sự bí ẩn. Đó là lời chia sẻ của người chị nha mọi người. Em gái tôi mất tích thật sự rất bí ẩn. Khu trọ chỉ có một lối ra duy nhất. Camera chỉ quay được em gái sau khi tan ca trở về phòng trọ, chứ không thấy ra trước lúc mất tích. Em liên lạc với gia đình không có dấu hiệu gì bất thường. Chị gái nạn nhân nói, theo người thân, gia đình đã chia nhiều nhóm tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích. Giờ chỉ trông chờ vào công an. Cha mẹ tôi đang đứng ngoài, ngồi không yên vì Thống mất tích đã nhiều ngày. Mọi người đang rất lo lắng. Chị Thống chia sẻ, được biết Thống trước đó có ở trọ chung với người yêu tên Tuấn, nhưng anh này đã về quê ở Phú Yên khoảng một tháng nay. Phải nói là một cái thông tin rất là buồn. Ngày mùng 4 Tết, tất cả chúng ta khi mà hay cái tin cái vụ việc của em Thống 25 tuổi hôm ngày 29 Tết, một cái vụ mất tích bí ẩn. Tất cả mọi người đang theo dõi những cái video clip mà trên mạng xã hội đăng tải cũng như là mình cũng chia sẻ vừa qua, thì rất mong, cũng rất là hy vọng, một cái hy vọng dù là một cái hy vọng rất là nhỏ nhoi, mong là mọi chuyện đều tốt đẹp đối với em Thống. Nhưng mà khi mà nhận được cái thông tin này phải nói rằng mọi người rất là buồn luôn. Thì không biết nói gì hơn, thì cũng chia sẻ và chia buồn với gia đình. Phải nói rằng một cái câu chuyện thương tâm mà trong những ngày Tết đã xảy ra đối với gia đình của chị Thống. Khi mà gia đình ngóng trong từng ngày từng giờ con của mình về, nhưng mà không thấy mọi người.
Và cái vụ việc này thì cơ quan chức năng hiện tại cũng đang mở rộng điều tra cái đối tượng đã ra tay sát hại rất là dã man đối với em Thống, phải nói rằng rất là tội nghiệp luôn. Đó, thì đây là cái hiện trường mình cũng up lên cho mọi người để biết được cái thông tin. Thì theo như cái thông tin mà các cái trang báo chính thống đã đăng tải lên, cái hiện trường mà em Thống bị sát hại cách cách cái khu nhà trọ cũng gần 4 km nha mọi người, gần 4 km. Thì trước đó thì mình cũng đã thông tin với mọi người, thật sự là cũng hy vọng là em Thống sẽ tai qua nạn khỏi. Đó, nhưng mà khi mà hay cái tin này phải nói thật sự mà nói rất là thương tiếc luôn. Một cái cô gái đi làm công ty ở trên thành phố Đức, làm một công nhân, người tới cái ngày Tết đó, một cái ngày Tết là cái ngày sum họp đoàn viên của gia đình. Phải nói là cha mẹ của em bây giờ cũng rất là đau buồn luôn. Đó, thì rất mong là cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra ra cái kẻ mà đã ra tay rất là dã man đối với em Thống mọi người. Thì hôm nay cũng là mùng 4 Tết rồi, cũng đã 6 ngày trôi qua rồi. Phải nói là khi mà nhận được cái thông tin dữ này, không riêng gì gia đình mà tất cả mọi người cũng rất là xót xa. Một cô gái tuổi đời còn rất là trẻ luôn, đi làm ở trên Sài Gòn. Đó, và cái ngày Tết, cái ngày mà đêm giao thừa, cái vụ việc này xảy ra từ cái ngày 8 tháng 2, tức là 29 Tết đó mọi người. Đó, thì trước đó thì mình cũng chia sẻ những cái thông tin. Chắc chắn một điều rằng không thể nào mà em Thống lại đi chơi. Đó, không thể nào mà bỏ đi chơi được mọi người. Đó, chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường, điều tra để mà bắt hung thủ càng sớm càng tốt nha mọi người, để trả giá. Đó, trả giá trước pháp luật nha mọi người. Đó, thì bây giờ thì hiện tại thì cái hiện trường đang là phong tỏa, cơ quan chức năng đang khám nghiệm điều tra. Đó, hôm nay là ngày mùng 4 Tết rồi, phải nói là một cái vụ việc rất là thương tâm luôn, một cái câu chuyện phải nói rất là đau lòng. Và nguyên nhân cái chết như thế nào, và đối tượng đã ra tay rất là dã man đối với em Thống như thế nào, thì có những cái thông tin gì mới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật để gửi đến tất cả mọi người. Thì năm mới, bước qua năm mới thì mình cũng trước tiên là cũng chia buồn với gia đình, cầu mong cho linh hồn của em sớm được siêu thoát. Đó, và cầu chúc cho tất cả mọi người một bước qua năm mới thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài thác lộc nha mọi người. Thì mình cũng xin tạm khép lại cái video ở đây, và có những cái thông tin gì mới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo ạ. Mình xin chào và hẹn gặp lại ạ.